Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy nhập khẩu giá rẻ. Trong clip này mình sẽ giới thiệu cho anh chị bạn một số dòng xe, ví dụ như là Vision này, AB. Thì đồng hành giới thiệu mình hôm nay thì có em Luyến sẽ hỗ trợ giới thiệu. Mời Luyến ạ. Cả nhà tiếp tục review về giá xe của em, xe Honda Vision cho mọi người nha. Dòng xe này hiện tại thì đang được hỗ trợ ưu đãi giá rất là nhiều luôn. Ưu đãi từ 1 đến 2 triệu khi mua xe, có liên hệ qua số điện thoại hoặc là Zalo 0905 29064 của Luyến ha. Mua xe có liên hệ qua Zalo để biết thêm chi tiết về ưu đãi cũng như là xe đi lại cho cả nhà nha. Thì đầu tiên là về em xe màu Somade trước này, là gồm có các màu như là màu xám xi măng. Đây em này là bản màu Somade ha. Thì màu jean nó có phiên bản màu thể thao nha cả nhà. Em này thì đang được sơn lên là từ hai phiên bản cao cấp và phiên bản tiêu chuẩn ha. Mức giá hiện tại có ưu đãi từ 31.900 đến 33.900 tùy phiên bản nha. Đó, tiếp tới là về em xe màu cam này. Em này thì có độ lên mặt nạ 3 sọc cho cả nhà nha. Mặt nạ này là mặt nạ SSI đẹp luôn. Và tiếp tới là màu tím iPhone 4 này, hay còn gọi tím xám đen. Rồi màu xanh ngọc này. Đó, thì tại mỗi em mình chỉ có từ 31.900 thôi nha. Trả trước cho em Luyến chỉ từ 4 triệu đồng là mua xe được rồi ha. Bác sơ con này. Dạ. Thì bác sơ em này luôn ha. Em này thì tại đang có đây là màu xanh ngọc vít ha. Em xe triệu view luôn. Em này đang có mức giá là 38.900 đến 40.900. Liên hệ trước qua hotline của Luyến là 0905 29064. Xin được hỗ trợ giảm giá 2 triệu còn có 38.900 thôi nha. Đó. Ok. Đây có em xe phiên bản thể thao 2023 màu đen nhám. Thì ngoài màu đen nhám nó có màu xám nữa cả nhà. Hai em xe phiên bản thể thao đã có mức giá là 36.900 đến 38.900. Trả trước cho em Luyến chỉ cần 4 đến 5 triệu đồng là mua xe rồi ha. AB thì 125 giá sao? Từ 40.900 đến 42.900. Mọi người thắc mắc là tại sao lại từ? Tại vì so là màu jean với màu sơn độ đó chân giá nhau là 2 triệu đồng ha. Jean thì chỉ có 40.900 thôi, còn màu Somade thì có mức giá là 42.900. Cửa hàng có hỗ trợ sơn độ theo yêu cầu khách hàng nha. Anh chị em muốn sơn độ màu gì thì cứ liên hệ qua cho em Luyến ha. Ok, thì đó là giá xe, anh em chỉ mua thì chịu khó mình nhắn tin qua Zalo. Cảm ơn chị bạn đã xem clip và xin chào.